Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube Tung Tăng Khắp Miền. Hôm nay thì tôi đang ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Và nói đến Phan Thiết thì có một cái địa danh rất là nổi tiếng đã đi vào thơ ca, đó là Lầu Ông Hoàng. Thì năm xưa Mộng Cầm và Hàn Mặc Tử đã đi cái con đường này và hai người đã lên đây để ngắm trăng và làm thơ. Bây giờ mời mọi người hãy cùng tôi, chúng ta cùng lên đó để tìm hiểu xem là cái địa danh Lầu Ông Hoàng hiện nay nó như thế nào. Đấy, các bạn nhìn phía sau tôi nhé. Đây là một cái dốc đá. Thì cái dốc đá này nó dẫn lên trên cái đỉnh đồi. Ở trên đó trước đây là có một cái công trình người ta gọi là Lầu Ông Hoàng. Và năm xưa là khi mà nhà thơ Hàn Mặc Tử có ra Phan Thiết thăm Mộng Cầm thì ông có nói với lại bà là ở Phan Thiết có cái địa danh nào đẹp thì dẫn ông đi tham quan. Và bà Mộng Cầm đã dẫn nhà thơ Hàn Mặc Tử đi qua cái dốc đá này để lên thăm Lầu Ông Hoàng. Nhìn cái dốc đá này dẫn lên Lầu Ông Hoàng thì tôi lại nhớ đến cái câu hát là đường lên dốc đá, nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa. Lầu Ông Hoàng đó, thuở nào chân Hàn Mặc Tử đã qua. Đó là cái câu hát trong bài Hàn Mặc Tử mà nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã sáng tác. Đấy thì năm xưa là Mộng Cầm và Hàn Mặc Tử cũng đã đi qua con đường này. Và hai người đã lên tham quan Lầu Ông Hoàng và ngắm trăng làm thơ ở trên đây. Nói về cái tên Lầu Ông Hoàng thì do là trước đây một cái công tước người Pháp tên là De Montpensier thì ông đã mua cái ngọn đồi này và xây dựng một cái công trình làm cái khu nghỉ dưỡng ở trên đây. Cái lúc đó thì khi công trình hoàn thành thì nó thuộc dạng là hiện đại bậc nhất của Bình Thuận lúc bấy giờ với rất nhiều kẻ hầu người hạ. Thì người dân thấy một cái công trình mà nó bề thế như là của một ông hoàng như vậy thì họ mới gọi cái địa danh này là Lầu Ông Hoàng. Thực tế thì cái lầu này không phải là tên công trình của một ai tên là Hoàng hay là giống như là người ta đồn đại là của ông Hoàng Bảo Đại thì không phải. Đây là ông Hoàng là ý nghĩa người ta nói là cái biệt thự nó xa hoa và nó tráng lệ như của ông Hoàng Bà Chúa. Sau này thì mặc dù là vua Bảo Đại có mua lại cái khu này nhưng mà chưa kịp sử dụng thì thời cuộc thay đổi. Và do đó là công trình cũng bị tàn phá trong chiến tranh. Đấy, cái dốc đá ở đây là nhiều đá lởm chởm. Cũng khá khó đi đấy. Cái ngọn đồi này người ta cũng đánh giá là một trong những cái đồi đẹp nhất ở khu vực của Bình Thuận. Vì đứng ở đây thì có thể nhìn được toàn cảnh của thành phố Phan Thiết và ngay bên cạnh đây là biển Phan Thiết. Nhìn xa xa là thấy được cả Mũi Né nữa. Đấy, ngay cái dốc lên đây thì có mấy cái lô cốt này bằng bê tông cốt thép. Cái lô cốt này là năm 1946 khi mà Pháp quay trở lại tái chiếm nước ta đấy thì người Pháp đã xây dựng những cái công trình quân sự ở trên đây để họ kiểm soát cái khu vực thị xã Phan Thiết lúc bấy giờ. Lại nói về cái Lầu Ông Hoàng, cái công trình xây dựng ngày xưa ấy thì bây giờ không còn gì cả. Nó trở thành phế tích hết rồi. Do nó bị phá hủy trong cái chiến tranh thì bây giờ cái địa danh đấy nó chỉ còn lại cái nền móng thôi. Tức là cái phế tích nền móng của cái Lầu Ông Hoàng ngày xưa. Đây mọi người nhìn phía trước mặt đây là cái móng nhà đấy. Cái thời điểm mà người ta xây dựng cái móng nhà đó là cái vật liệu này là làm bằng đá. Người ta xây cái móng lên nó cao hàng mét so với lại cái mặt bằng của cái đồi này.
Đấy, còn đứng đây nhìn cái góc bên này thì là thành phố Phan Thiết dưới kia. Đối diện với lại lầu ông Hoàng bên kia cũng là một cái ngọn đồi, thì nơi đó là nghĩa trang của thành phố Phan Thiết và nàng thơ của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Bây giờ thì bà đã mất rồi. Ở bên cái khu vực nghĩa trang bên kia là mộ bà Mộng Cầm, hiện tại là đang được chôn cất ở đó. Sau khi tham quan ở đây xong thì có lẽ tôi sẽ sang bên khu nghĩa trang kia và sẽ tìm thăm mộ của bà Mộng Cầm để quay lại cho mọi người cùng xem. Trên cái đỉnh đồi Bà Nài này thì cái lối dẫn lên lầu ông Hoàng, đấy cái dốc đá mình tôi vừa đi qua đây. Đấy thì phía dưới kia là có một cái cụm công trình tháp Chăm, gọi là tháp Pô Sa Nư. Đấy cái tháp đấy là thờ công chúa Chăm ngày xưa, cũng có niên đại cách đây khoảng cỡ 1.200 năm gì đó. Bây giờ sẽ đi lên xem cái nền móng của cái lầu ông Hoàng, xem nó như thế nào. Ở đây thì trên cái ngọn đồi này cũng khá rộng, nhấp nhô là các cái đồn bốt người ta xây dựng để làm cái công trình quân sự của Pháp ngày xưa. Đấy, còn phía xa xa kia là có một cái nhà, nó giống như là một cái hộp dựng đứng kia cả. Đấy, với rất nhiều lỗ châu mai và các cái vết đạn chi chít. Thì có rất nhiều người lầm tưởng là cái tháp ở kia chính là còn lại của cái lầu ông Hoàng ngày xưa, một cái di tích còn lại đấy, nhưng mà không phải đâu. Cái tháp này là cái tháp canh cũng của Pháp người ta xây dựng để người ta quan sát, chứ không phải là lầu ông Hoàng còn sót lại cái đó đâu. Đây, lầu ông Hoàng là chỉ còn lại cái phế tích, cái nền móng như thế này này. Đấy, đây là các cái bờ tường này. Đi lùi trên kia xem thế nào. Đấy, cái chỗ mà mọi người nhìn thấy đây là nó dạng như là một cái bức tường. Thì tương truyền rằng là năm xưa Hàn Mặc Tử là cùng Mộng Cầm lên đây ngắm trăng làm thơ, thì ông đã phóng bút và đề thơ trên cái tấm bia đá chỗ này. Nhưng bây giờ cái tấm bia đá này nó cũng bị hư rồi, không không còn nữa. Đấy, giờ chỉ còn cái phế tích, cái khuôn như thế này thôi. À, đứng đây là nhìn rõ cái móng của cái lầu ông Hoàng ngày xưa đây. Cái móng này thì xây bằng đá. Đây. Đấy. Cái bức tường xây đá này. Đây, toàn bộ cái khoảng sân ở giữa đây bây giờ nó thành cái sân đấy, nhưng mà khi xưa nó chính là cái khu biệt thự, dạng như là xây dạng kiểu biệt điện, cũng được đây là cũng lát bằng gạch bông này. Cái tháp canh kia là nó cũng hoang phế quá, nó thành phế tích chưa, thấy là nứt nẻ rồi, nó nhiều cái viên gạch nó như sắp muốn rơi ra. Cái công trình này bây giờ người ta bỏ hoang, không được quản lý hay là trùng tu là gì đâu, để hoang phế luôn nên nó sẽ xuống cấp rất nhanh. Không biết là cần cái tháp canh nhìn đẹp đẹp này nó có tồn tại được bao nhiêu thời gian nữa. Đây, chỗ này là cái móng của cái nhà cũ nhìn còn khá nguyên vẹn. Đấy, xây đá xong người ta dùng cái hồ xi măng cát người ta đắp thành các cái hình thoi kia, khá đẹp.
kia cái bức tường trước mặt đấy còn to này, nhìn rõ ràng. Đây có các cái lối lên xuống cũng vẫn còn chưa bị phá hủy. Đấy, cái bậc lên xuống của cái công trình cũ. Rất là tiếc một cái công trình mà nằm trên cái đỉnh đồi cực kỳ đẹp mà lại gắn với cái câu chuyện tình khá nổi tiếng của nhà thơ. Cái này mà nếu mà được đầu tư mà phục dựng hoặc là người ta đầu tư cho để làm du lịch thì cái khu này cực kỳ là đẹp và hay luôn. Đấy, như hôm nay mà tôi đến đây tham quan cái này thì thực sự là không biết mọi người như nào chứ tôi thì thấy cực kỳ thất vọng. Một cái địa danh rất là nổi tiếng như thế mà để nó hoang phế, nhìn nó tang thương thật. Tang thương đúng như câu chuyện tình của Hàn Mặc Tử vậy. Đây, các cái gạch bông ngày xưa chỗ này vẫn còn đây này. Đấy. Ôi, cái viên gạch này cũng khá dày ấy. Cũng bị người ta bóc lên lấy gần hết rồi nhưng mà đây vẫn còn một cái hàng sát này. Mọi người hay đứng ở chỗ này chụp ảnh nhìn khá đẹp, nhưng bây giờ thử vào trong này xem có cái gì không. Ui, trong này toàn thấy gạch vụn với gì không à. Rác. Ôi, một cái địa điểm thật là nổi tiếng, đẹp như thế mà bây giờ vào đây nhìn thấy cái cảnh như này thì thấy cũng buồn thật. Đây là cái tháp canh còn sót lại, do người Pháp người ta xây dựng chứ không phải là từ cái công tước xây từ thời công tước Pháp năm 1911 đâu. Các cái công trình xây dựng ban đầu của cái lầu ông Hoàng là phá hủy hoàn toàn hết rồi. Như các bạn vừa xem ở ngoài đấy thì nó chỉ còn lại cái nền móng thôi. Thế còn cái này là do người Pháp người ta xây dựng sau. Đây người ta gọi là cái tháp canh. Cái này không trùng tu, không gì thì cũng chỉ một thời gian sau là nó cũng hỏng thôi, không thể tồn tại mãi được. Trong này chi chít các cái lỗ châu mai. Đấy là cái tháp canh, gọi là cái công trình cao và còn khá nguyên vẹn ở cái lầu ông Hoàng, địa danh lầu ông Hoàng. Đây, trong này vẫn còn những cái viên gạch bông của ngày xưa nó còn tồn tại lại trên cái nền. Cũng bị mủi hết rồi. Công trình nếu mà từ 1911 đến nay thì tận 110 năm rồi. Làm sao mà tồn tại được, để nó hoang phế theo thời gian nó hư. Sau khi tham quan cái địa danh lầu ông Hoàng này thì bây giờ tôi sẽ sang cái ngọn đồi đối diện. Bên kia người ta gọi là nghĩa trang thành phố Phan Thiết. Đấy, sang bên đó thì bây giờ là bà Mộng Cầm mất và được chôn cất ở phía bên kia. Thì mời mọi người cùng tôi sang bên đó để thăm mộ của bà Mộng Cầm. Sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại cái ngôi nhà mà bà Mộng Cầm đã ở trước kia là ở đường Trần Hưng Đạo. Và bây giờ chỗ đó nó đã là cái quán cà phê cũng khá nổi tiếng. Đấy, cái chỗ, cái dốc này ở trong nghĩa trang của Phan Thiết. Đấy thì vừa rồi hỏi thì có mấy cái người ở trong khu vực nghĩa trang này họ chỉ lên đây. Chỗ này người ta gọi là dốc Mộng Cầm. Đấy, đi lên đến đây thì đường đi là chỗ này có cái cây to này. Mà đường bắt đầu cụt thì có mấy cái đường ngách, họ
họ bảo là đi vào đây. Đúng là nếu không có người chỉ dẫn hoặc là dẫn đường thì không thể tìm được. Đấy, mấy bạn kia, bạn đã vào trong kia trước rồi. Trong này là cái khu mộ này là của gia đình bà Mộng Cầm. Đâu? Ở chỗ nào? Ban ngày thì vào đây được, chứ nếu buổi tối chắc cũng sợ, chắc không dám vào. Thì anh không vào, anh vào là em vào hết. À thế à? Mọi người ở đây quen rồi nên là... Đây, cảm ơn. Tí nữa mình đi xuống, mình đi cái đường đi này đúng không? Đi thẳng xuống cù tay trái. Đấy, cái khu bộ này cũng làm sân cả một cái ô này cũng to chứ đúng không? Đúng, đúng. Cái bên đây có phải không? À đúng rồi, cũng là trong cái khu này luôn. Đúng rồi. Đấy, ở đây là xem nào. Từ bên phải nhìn sang là 1, 2, 3, có 4 cái đúng không? Đấy. Tính ra cái dãy này còn được 2 lô nữa. 2 lô, 2 lô nữa. Ờ. Trong này là chỉ có 4 ngôi mộ thôi mà. Đằng sau kia là gì? À kia là cái mái che để làm... Mái che để sau này mình ngồi nghỉ được á. À. Đấy, bây giờ nhá thì là hai ngôi mộ ở giữa mà... Màu đỏ này với một cái màu vàng. Thì đây, mọi người nhìn đây nhá. Đây là cụ bà Huỳnh Thị Nghệ, bút danh là Mộng Cầm đây này. Đấy, tên thật cụ là Huỳnh Thị Nghệ. Mình ở đây có nhang không để thắp nhang nhỉ? Ờ. Đấy thì bà thấy ghi ở đây là sinh năm 1917 và mất năm 2007. Quán cà phê ở Lạc Đạo hay ở đâu anh? À, quán cà phê là nhà của bà Mộng Cầm là ở đường Trần Hưng Đạo ấy. Ừ. Dạ. Đây là cụ ông Hồ Lộng Địch là phu quân của bà Mộng Cầm đây. Thì ông Hồ Lộng Địch là cái người mà đã thành lập cái phòng thí nghiệm và kiểm định nước mắm gần như là đầu tiên ở đất Phan Thiết này. Nguyên quán là ở Đức Phổ Quảng Ngãi và chú quán ở Lạc Đạo Phan Thiết. Hưởng thọ 91 tuổi. Thọ nhỉ? 90 tuổi, 91 tuổi. Cũng mất 13 năm rồi. Đây là quang cảnh của trước cái khu mộ của gia đình của bà Mộng Cầm. Đấy, cái lối vào này hai bên là trồng hai cây hoa đại. Sân lát gạch sạch sẽ. Cái này có vẻ như là hàng ngày người ta cũng quét dọn gì sao mà thấy lá cây không thấy nhỉ, đúng không? À mấy cái người đấy là người chuyên đi dọn dẹp đúng không? Thấy xem mình lên người ta đi theo để lên để dọn cỏ đấy. À. Hôm nay chẳng hạn đấy. Nói dọn cái họ dọn lên à. Sau khi tham quan lầu ông Hoàng và thăm mộ bà Mộng Cầm thì bây giờ tôi tiếp tục đến thăm căn nhà bà Mộng Cầm trước đây từng ở. Hiện tại thì căn nhà đang nằm ở đường Trần Hưng Đạo và bây giờ là cái quán Mộng Cầm xưa. Đấy, bây giờ là vào quán cà phê ở đây chơi, là cái chỗ này là ngày xưa là bà Mộng Cầm ở đây này. Thì hôm nay là rất là may là vào đây gặp được cô, đây là con gái của bà Mộng Cầm. Đấy, cô là con người con thứ tư cô nhỉ? Cô tên là gì ạ? Đào. Cô Đào. Đây mới là cái căn nhà gốc của bà Mộng Cầm ở khi xưa nhá. Đấy, trên đây là đang
có một số các cái bức hình của bà này từ lúc trẻ. Còn cái bức hình màu này là lúc bà 90. Đấy, cái bức ngồi ghế kia là 90 tuổi. Đấy, trong này là cái không gian sinh hoạt của gia đình. Dạ. Trong này hồi xưa là cái labo của dưới đó, là thang lầu đó. Đây cái chỗ này thì là nguyên phòng ngủ của bà, là rộng vậy đó. Đây là từ bên đây với lại cả bên đây nó là phòng ngủ rộng. Đấy, hôm nay rất là đặc sắc là vào đây là được cô là chủ nhà là con gái của bà Mộng Cầm cho vào tham quan nhà của bà ở khi xưa. Nhà hồi xưa đây cái khoảng này này, cái khoảng cái chỗ này này là cái laboratory của ba tôi á. Dạ. Chỗ này nè. Đây cái quán bây giờ chỗ này là thành cái bán bánh flan Mộng Cầm. Đấy là đây các cái đồ đặc sinh hoạt bán bây giờ. Dạ. Cái laboratory của ba tôi. Vâng. Đó. Căn phòng kiểm định nước mắm xưa kia lúc mới thành lập ở Phan Thiết đây. Bây giờ là cải tạo lại. Nhà này là cũng có từ thời đó hay là cũng cải tạo lại rồi à cô? Nhà này là cải tạo lại rồi, chứ hồi xưa là cái nhà cũng như một cái villa của Pháp hồi xưa nhưng mà bằng gạch không à. À. Làm không có sắt đâu. Vâng ạ. Cho nên nó lâu ngày nó bị xuống cấp á. Vâng. Trời mưa cái nó bị rã những cái mái trần xuống á. Dạ, lâu rồi nó bị dạ. Mủi nó mục. Thành ra nhà tôi bị sửa lại hết. Vâng. Hồi đó là không có lầu. Nhắc đến lầu Ông Hoàng là nhắc đến nhà thơ tài hoa Hàn Mặc Tử, cũng bởi đây là nơi hẹn hò ngắm trăng của thi sĩ với Mộng Cầm. Sau này, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác ca khúc Hàn Mặc Tử càng làm cho địa danh lầu Ông Hoàng được nhiều người biết đến hơn. Và mặc dù là thắng cảnh nổi tiếng ở Phan Thiết, nhưng mỗi khi ghé thăm lầu Ông Hoàng, sự hoang phế của nó đã đem lại cho không ít du khách cảm giác tiếc nuối, ngậm ngùi